Đi làm ghé qua 4 giờ sáng giờ này còn ngồi ước gì có chị bay cho giờ này, ước gì anh gọi em một lần để em biết anh luôn đón em và sẽ chờ em về. Ước gì em gọi được xe giờ này, ước gì có một chiếc bảy chỗ. Mọi người thấy con khùng chưa? Bây giờ không có xe con đứng đây con hát luôn nè. Đây giờ rưỡi sáng à? Đây ngồi. Toàn cả tới tua, tới cả. Thế Hương cũng vậy luôn, cũng chưa có xe luôn. Mình luôn, mình ngồi đây mình bán cá luôn. Cơ đợi 3 giờ rưỡi cháu hơn thì được xe. Tôi cần lại quay xa vậy, cái tiếng hồn như thế này đâu. Nó một chai collagen. Mình uống collagen thôi. Hiện giờ là cổ của Trâm đang rất là đau, nó bị mắt đỏ mà em. Hiện giờ là cổ mình đang rất là đau, mình nuốt nước miếng vô nó cũng đau nữa, tại vì xương nó xuống nó lạnh, cái bắt đầu nó bị khàn tiếng, nó đau lắm. Mỗi lần Trâm nuốt vô là ngay chỗ này nó giống như có một cái cục gì nó cản lại, nó cứ cục cục cục. Giờ đã đặt được xe rồi. Grab không có, taxi không có. Em mới đặt Grab rồi. Trời ơi, đâu ra vậy? Thấy chưa, em bấm đại luôn. Thấy lên đồ lâu quá em bấm đại và em mới đặt Grab. Mọi người ơi. Trời ơi, chết tôi rồi. Bút xe 3 giờ 35 phút sáng. Trời ơi, nãy giờ chị đặt quá trời luôn, đâu lên được tiếng nào rồi. Em mới sao hơn vậy luôn á. Biết sao không, giờ này gần 4 giờ người ta bắt đầu người ta đi làm lẹ rồi. Chứ mà cái giai đoạn mà từ 2 giờ tới 3 giờ là tìm xe không ra luôn, hồi nãy Trâm đặt nãy giờ không có. Đi làm ghé qua 4 giờ sáng giờ này còn ngồi ngoài đường. Chú đạo diễn nói vậy á. Đây là nó phải một mình con đâu. Quá trời hết Tú nè. Trời trời, chú Giang nè, đây Tè nè. Tè. Nghe tên nó kém sang hẳn luôn á. Người ta đang con người 3-4 giờ sáng giờ này còn vật vờ ở ngoài đường. Thôi đọc lại tên này coi. Dạ. Tè. Tên hèn dễ sợ. Chắc xe kia 4 chỗ đâu, mua mua vật có xe đâu. Ủa xe em hay xe chị? Chào lắm. Em biết số không bà? Bà liêu. Em biết số xe bà không? Rồi, 25. Sao bởi ra sao mà bà đặt trước được trai vậy? Đã quá. Ô bạc ra cái sáng quá nè. 04 à, hay làm đúng không bà? Để cho chị bỏ xe lên đồ lên xe cho. Dạ. Em chụp qua đi cho xe nó lên chỗ đây nè. Dạ. Lên đi. Lên đi. Nè. Ghê quá Nguyễn. Nha mấy em. Chắc mượn xe đạp của chú về quá. Thôi mọi người về. Chú cho mượn xe đạp về được không chú? Được. Giờ cũng mệt quá rồi con mượn xe đạp đi. Đâu về tới Cà Mau. Về tới cơ Tân Phú. Quá mệt quá rồi mượn xe đạp chú cũng ở lại chú cho mà chú cũng đi luôn rồi. Chắc bây giờ ba. Bây giờ nãy có chiếc xe ba gác á, con định qua thuê xe ba gác để chạy về trở về chứ. Rồi chứ là phải lợi. Không phải đi cái xe 29 chỗ cho nó sang đi với ba nè. Xe chiếc này về tới công ty là về tới Bình Thạnh lận rồi mình phải dàn về Tân Phú nữa. Ủa đó qua đó gần mà. Ê, Tân Phú đúng không? Đây, boyfriend. Anh đưa xe chị về đi, anh bộ được. Rồi, ok. Kêu của chị 20 tiền tiền xong.
20.000 để sang Ấn Độ á. Sao có xe của tôi sao giờ này nó còn chưa tới ta. Giờ này ra đứng đường quẩy quẩy cũng không có chiếc xe nào nữa quý vị ơi. Giờ ra đứng đường quẩy quẩy cũng không có chiếc xe nào chạy ngon. Giờ này quẩy xe tưởng con cóp. Nó tưởng con khùng nào đang đứng đường nữa. Ở đây có cái khách sạn nào cũng được đi. Đây là đang gom đồ ra hả baby? Dạ đúng rồi. Chào cả nhà. Đi theo bà này đi ngủ khách sạn hả? Theo bà này đi ngủ khách sạn hả? Giờ là có người là không về nhà nào nữa, đi khách sạn luôn rồi. Mình đang đứng mình chờ rồi mà mình đứng đây mình chờ xe nha quý vị ơi. Ngày hôm nay là kết thúc bộ phim Chùm Nổ của anh Cương vừa vào lúc 3:30 sáng. Và đẹp xe không có một chiếc nào hết. Và đẹp xe riêng ở ngoài, gọi lên tổng đài số xe riêng, xong người ta điều xe tới cho mình, chứ Grab người ta không nhận. Đấy em ủng hộ á, không có nhiều để đón nhỏ dễ. Nãy giờ trong ra đây cũng 20 phút rồi mà ngồi chờ xe không có. Bữa nay Trâm muốn đi xe là tại vì sáng ở đây nó không có chỗ đậu xe quý vị. Cho nên là mình phải đi Grab. Đi Grab cho nên là giờ về không có xe về. Giờ ekip còn khi đồ ra tận mệt lắm rồi. Rồi vô nữa nè ăn. Mỗi người ta hành chân phụ cho mọi người chơi nha, mẹ đi nè. Hết chưa? Đây. Này ước gì anh gọi em một lần để em biết anh luôn đón em và sẽ chở em về. Ước gì em gọi được xe giờ này, ước gì có một chiếc bảy chỗ. Mọi người thấy con khùng chưa, bây giờ không có xe con đứng đây con hát luôn nè. Ước gì có một chiếc bài trò, ước gì thôi. Còn Tư chắc đưa nha, chìa khóa xe anh Cương nha, con mượn đi. Con về đi rồi cái con cho tài xế cho đi ngược tay trái lại. Dạ mấy con sắp hả má? Mẹ qua còn quay à? Ba còn để lại hào. Ý là mẹ đoàn mình còn vài cảnh á. Nhiều quá, 7 tấm hơn á. Thì nghe ông cháu không mà. Ủa mà nhiều quá. Bây giờ nè, ta phải tính đi. Giờ mưa nó, giờ nó mắt nó mở không lên đúng không? Sao quay được? Anh Trung cũng đuối rồi, anh Trung về. Bây giờ anh Trung lết lên được cũng phải 11 giờ.
Nó 11 2 giờ sáng chứ chung còn qua bên kia nữa. Vâng, đi qua đi khai máy nữa, sắp khai máy nữa. Về tới đây là 11 12 khoảng 12 giờ. Rồi trai chỉ mình nọ rồi cơm nước phải kém giờ tới 1. Này có máy. Bộ ra nắng gắt thì biết bấm nổi không? Còn ao đo không? Mẹ là ngắt lên ngắt xuống. Xong hết rồi đó, chỉ còn cánh ngày mà cánh ngày 1 bắt đầu bấm máy 12 giờ trưa 1 như là 7 phần là coi chừng nha. Coi 7 phần là coi chừng tại vì phần nào cũng về. Không vẻ phân nào cũng ra còn cái bò nữa. Nếu đừng có bàn là nó sẽ nhanh. Bàn ba trong ngàn năm. Tại mình còn bàn nữa cho nên nó lâu. Im đầy. Mới thôi, vài ngày đi. Em có xe rồi nha quý vị ơi, đi về đây. Bye bye chị Trâm nha. Bye bye chị nhà. Good luck chị. Đi kìa, đi kìa. Bye bye anh Tài nha, mai gặp nha. Bye bye, tạm biệt. Bye bye cậu Tư. Bye bye, cậu Tư ơi, nhà có lửa cháy thì cậu Tư nói con nha. Rồi xong, chào cậu Tư. Đốt nhà cậu Tư cháy thành công rồi nha quý vị. Bữa nay mở Tư là coi như không nhìn mặt cậu Tư luôn. Cho ngủ ngoài đường luôn, giờ này là ngủ ngoài đường luôn rồi nè. Ngủ ngoài đường không? Chúc mừng cậu Tư nha, bye bye cậu Tư. Hẹn bye, cậu Tư. Dạ mình về luôn nha quý vị ơi, cảm ơn quý vị ơi. Quý vị nhớ ủng hộ phim Chồng Nổ của anh Con Dừa nha. Em ai ạ? À?